giống như là không có cái chuyện gì hết trơn, là mình cảm thấy mình khó chịu lắm. Bực khó chịu, muốn chửi, muốn chửi thì là hẳn bao lâu rồi. Thì nó sẽ là cảm giác, nó sẽ là bực bội, nóng nảy nè. Dạ. Là cảm giác nó cứ nực nực hoài, sụt cân, rối loạn về tiêu hóa, có thể là táo bón, cũng có thể là tiêu chảy hoài. Dạ. Cảm giác tim thình thịch thì nó chung nằm trong hội chứng chung cho tuyến giáp. Đúng rồi, sao lại biết khám lên đây vậy? Ở Sóc Trăng đúng không? Dạ đúng rồi, bà nội em khám ở đây á, nên đúng. Là bà nội dẫn đi lên đây khám. Tại bà nội theo dõi đấy cũng lâu lắm rồi. Nên là em ké theo đợt này. Dạ đúng rồi. Em sụt ký nhiều quá mà tới bây giờ mới đi khám. Dạ tại vì giờ cái sẵn ấy luôn. Tại vì thời gian trước giống như là cứ nghĩ là do là mình thiếu máu, mình cứ dưỡng sức thôi chứ không có đến nỗi là như vậy. Mà tại vì em cứ nghĩ là mình cứ bổ sung theo thì mình nghỉ ngơi đi là hết rồi. Nhưng mà nó cứ kéo dài như vậy. Có thường bị rụng tóc gì không? Lúc trước em rụng nhiều lắm. Ừ đúng rồi, tại vì thường tóc em cứ rụng rồi nó cứ có lại nên em cũng không để ý mấy cái dấu gì.